Xin chào quý vị thân mến, hôm nay thì em ra tiếp tục tin lên nhà của em Nô. Bởi vì những cái thước phim trước thì anh em Dương và em già có đi lên nhà em Nô, thì anh trai của em Nô có thuê cho đội thợ đục cái nhà là 10 triệu. Tuy nhiên là anh em cũng có ngăn cả anh trai của em Nô, tức là anh Sùng, là không cho đội thợ làm cái nền nhà. Bởi vì như thế thì đắt đỏ quá. Mà hiện tại thì anh Sùng thì cũng đi làm thuê ở dưới kia mà đang bùng tiền, chưa nhận được tiền, và chủ bên trong kia là cũng chưa gửi tiền lên cho anh Sùng. Anh Sùng ấy thì anh cũng có nói là anh sẽ đi vay mượn trước, tuy nhiên là để mà bớt cái khó khăn cũng như là cầm nhọc của gia đình, thì anh em có quyết định là mua một bao gạo và mua trứng này, cá hộp. Đây là cái xúc quà của cô Là đã gửi cho gia đình của em Nô là 500.000 để mua lương thực cho em Nô. Để trong quá trình làm nhà thì em Nô có cái để ăn ấy, thì hôm nay em già cũng đã lấy vào và đi trao cho ấy, đi trao em Nô. Nhưng mà thấy đây này, ôi có phải Nô không? Hả? Đây, ui, em Nô ở đây rồi, nó nói sửa đường trên kia xuống rồi. Nô sửa đường à? Không kết à? Oh. Hôm qua mưa ở đâu? Nó lồn nán rồi. Nó lồn nán. Nó lồn nán luôn á? À, xong là bảo em này tên Nô nữa phải không? À. À, thế là bảo anh em khắc phục đoạn đường khó để lúc tới này nếu mà chở vật liệu thì đi dễ hơn. Đó, mình phải tự sửa như thế này này. Ví dụ như cái lỗ này này thì lấp đắp vào. Đó, nhá Nô nhá. Dạ. Ừ. Sửa hết đi. Sửa những cái chỗ này nữa này. Này. Đó. Lấy đất lấp vào luôn, đúng rồi. Đây. À, bất ngờ quá, hôm nay vào đến đây thì cũng thấy em Nô hai anh em sửa đường trên kia xuống rồi. À, tự chủ động sửa như thế này là cũng đỡ rồi. Sợ là không biết việc, xong là ngày nào cũng ở nhà chờ thôi thì cũng rất là khó. Bởi vì các anh là phải chạy đâu đó ấy, Nô nhá. Ờ, bếp hay một đó có tròn nghĩa dù khó dù nhá. Không thể thiêu gió em 24/24 và cũng chỉ cho em từng tí một được. Mình phải tự biết khắc phục con đường. À, cái nào khó thì mình phải tự làm thôi. Tự làm trước thôi. Ở dưới này này cô bác, ở dưới này thì em Nô cũng đã sửa rồi. Ở dưới này thì không cần phải sửa nữa. Chắc là phải xem đoạn nào có khó thì mình mới khắc phục thôi. Đấy, tự làm như thế này đi. Được chưa? Đi lên thôi nhỉ. Yeah. Đi hộ anh lấy phần quà của em đây. Nô. À, yeah. Em sửa đây nhá. Xong anh lấy cái phần quà của Nô về đó. Thế anh một mình không lấy hết được. Sửa hết chưa Nô? Hết rồi á? À. Sửa từ trên nhà xuống à? Hả? Ô khổ bộ sầu chết đó là. Ủa khó phải chơi tuôn. Khó phải chơi tuôn hả? À. À. Thế tự sửa thôi. Chứ ở nhà cũng không làm gì. Đây. Thôi anh cần cái này. Đây cá hộp đấy. Đi xem đoạn nào mà chưa được thì anh bảo. Để có cần cuốc lấp đất thì lấp, còn không cần thì lấy cái búa bé bé về đập những cái hòn đá nhô lên đấy. Chứ cái đường này mà không sửa mà đi thì cũng rất là khó cô bác ạ. Thật sự là cái này để mà chở vật liệu đi lên mà không sửa thì cái vừa rồi mưa to quá trôi hết cái đất bùn đi rồi. Bây giờ còn nguyên đá là nhớt nhố ấy. Thế là trước vào thì cũng có bảo em Nô và em Sùng là tự sửa lại. Để một hai hôm nữa và có vật liệu vào thì chở dễ dàng hơn. Và hôm nay em Dương không vào được là do em Dương đi tìm đồ thợ rồi cô bác ạ. Đó, em Dương đi tìm đồ thợ cho nên là em già mới vào trong này để sửa.
Sau khi tìm được đô thợ thì vật liệu cũng sẽ vào. Và nếu mà gia đình khó khăn quá thì anh em cũng bàn rồi, sẽ chi cái tiền của em nô đi thuê người chở. Và trước cũng có mệnh thường quân là hỗ trợ cái khoản hỗ trợ là vận chuyển vật liệu lên nhà của em nô ấy cô bác. Nặng quá. Cái này dốc nhỉ, cái này mà mưa là cũng không đi được. Đường của em nô đi toàn đường chui này. Như cái chỗ này thì không phải sửa rồi. Đi theo đường xe đi. Đi theo đường xe đi. Để mình xem chỗ nào cần phải khắc phục thì anh chỉ cho. Vất vả quá anh em. Lặn lội xong rồi túc tác sửa từ trên nhà xuống. Đây thưa cô bác là đường xe thì đi theo đường này. Tuy nhiên là anh em cũng có sửa rồi. Có sửa tí. À nô ạ. Cái này anh bảo này. Cái này em mượn cái búa xong rồi đập cái tảng đá này đi. À. Đập cái này đi để xe thoải mái vào hơn. Đây có mối một tí thế này mình đập đi luôn. Nhá. À. Ừ. Nó khắc phục những cái gì mà vướng, mình cảm thấy là vướng ấy. Thì mình bỏ đi, phá bỏ đi. À. Ừ. Bên trong này ngon chưa? Toàn đi rong tà thôi. Toàn đi rong tà. Rong tà đấy á. Hôm nay anh Sùng có nhà không? Hả? Nó tiền lỏng nhau chưa nhau? Nhau. Nhau á? À cái này sửa hết rồi phải không? À. Mình lấy đất của bà con sợ người ta có chửi không? Nên giờ án thì chảy lâu chảy chảy. Dạ, tổ tục cứ để thôi. Ờ. Đấy. Tự khắc phục rồi. Rất là vui. Đấy, lớp đất như thế này là ngon đấy. Được rồi. Bây giờ mình trở vào lại vướng ngô nữa cơ. Đi xe máy đi nhanh ấy. Rất là nguy hiểm, lá ngô ấy. Nó chui vào đường hết rồi. Mình đi bộ thì còn gọi là từ từ được. Nhưng mà đi xe hơi nhanh, sợ vướng ngô, đổ ngô người ta nói cho. Ê, những cái tảng đá này nô, đá này nên đập nữa. À. Đấy, những cái tảng đá này này, vướng đường quá. Đập cái này và đập cái kia dưới này nhá. À. Nhá. À. Ừ. Xem cái nào nên đập thì đập đi. Đấy, tỉa những cái hòm đá này này. Tỉa hết đi. Không cần nữa đâu. Đấy, à. Cái này trước anh bảo kè được rồi à. À. Đấy, cái này kè như thế là ok rồi, mình thoải mái tránh được rồi, xe phải mới vào rồi. Mệt thế nhỉ. Vào đi nó. Nóng lắm rồi. Con chó này đấy. Ai da. Ai da. Anh Sù. Chào bé. Vâng. Này. Nghe nồi nhá. Hôm nay anh vào đi. Anh Sùng ơi. Anh vào đây em bảo tí. Anh Sùng. Hôm trước thì em bảo anh cái nền kia ấy, thì không biết là anh đã bảo được người ta chưa, nhưng mà trước khi anh mình đi xem cái nền nhà thì em trao cái phần quà đấy. Đây là cái phần quà của cô là cô đã gửi 500.000 về cho để mua thực phẩm cho em của thì em nô thì hôm nay em cũng mua một bao gạo và đây trứng nhá, trứng và cá hộp.
để nếu mà nhờ được ai vào hộ làm thì anh làm cho người ta ăn nhá. Đây thì Nô cảm ơn cô là đi. Sao xanh? Cho xanh từ thao mà. Tiếng gửi nhì đó yếu chú đá, yếu ăn chè yếu cây bố bê đá. Cho xanh của chàng đó. Hey, anh xuống. Thao cho xanh ở ngoài từ thao mà xa chế lộ yếu ăn chì chú yếu nì đế của cháu từ thao. Tạm tạm. Chúng mình yếu ăn. Vâng, đây là lời cảm ơn của hai anh em, anh Sùng và em Nô. Thì qua đây, em già cũng xin thay mặt cho anh hai anh em xin chân thành cảm ơn cô La rất là nhiều. Xin chúc sức khỏe cô La và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công cho cuộc sống ạ. Còn phần lương thực của gia đình thì cũng em già cũng dặn anh Sùng và em Nô là phần lương thực này sẽ để vào gia đình, để gia đình có ngày mai có ai về hộ mình giúp mình làm công việc gia đình thì làm cho anh em ăn, cũng như là gia đình cũng gửi về cho gia đình, rồi gia đình sử dụng thế nào thì cũng tùy gia đình đó. Thì hôm nay em lấy vào cho gia đình nhá, đây là cá hộp nhá, bán gạo đây nhá. Được rồi, Nô cướp đi anh Sùng. Thế đợt vừa rồi em bảo anh bảo là anh thuê cái nền nhà 10 triệu kia, anh em bảo anh xong rồi từ đầu đến giờ anh đi hỏi bên kia người ta nói thế nào rồi. Hải là vậy là chỉ dành là siêu là nè, hải có thể hiện chỉ dành mà ông vừa tiên đấy mà, si lì nè là hải phải hải xin chỉ cho gì? Chỉ cho gì á? Thế là người ta không đồng ý. Là hải đó là lì trả lại ô là gì? Phải hải gì nhà, tháng chỉ tuần thọ hải gì, để hải xin chỉ cho gì vậy là ô là gì? Chia thật đi anh hàng phụ tình, phải hải phụ tăng phụ tình là. Chuyện đàn thì chuyện đàn chỉ lỏ chế là để là xa lỏ mà chế lỏ cho chí tế này chế cho giờ thì căn thế là tổ của tàu tá cho hai chúng mới chia là đấy. Vâng, thưa cô bác là như này, vừa rồi thì anh em già cũng có hỏi anh Sùng bảo là cái nền nhà trước thì có thuê là 10 triệu nữa không, và có hủy cái số tiền 10 triệu là làm nền ở dưới kia không. Thì anh Sùng nói bảo là người ta không đồng ý, người ta bắt buộc phải làm bởi vì đã thuê rồi. Đó, không có giúp lời hứa nữa. Tuy nhiên người ta cũng giảm cái số tiền xuống. Anh Sùng vẫn quyết định là thuê cho người ta là 5 triệu 8 cô bác ạ. Và cái số tiền mà anh Sùng bảo là ở bên dưới gửi lên ấy thì cũng chưa có gửi lên. Bởi ngày mai hoặc ngày kia anh Sùng. Hả? Ngày mai hoặc ngày kia người ta gửi lên à? Na mô hai mà thế hai phụ tám hai mà có sa lon mà thì cho chia là chỉ tao mua là gì chơi cứ lấy hôm mẹ tao muốn té xuống gì không ha, chỉ tao chia tao là thế chi yêu chi ấy gì cứ chỉ tao chia gì thế không bùa hai tao mà mang cứ lo hai lý xíu à. Vâng đấy, anh Sùng là cứ vội vàng xong thuê trước, bây giờ người ta đã chốt giá và chốt thuê rồi, người ta không rút lui nữa. Tuy nhiên người ta cũng hạ số tiền xuống 10 triệu thành 5 triệu 8. Là người ta bắt buộc là bây giờ trên này là không tìm được việc làm ấy. Là người ta cũng làm rồi. Người ta bảo là thế hôm nào vào làm. Thật thứ lất lỗ à? Căn thủ. Căn thủ á? Căn thủ ký tăng lỗ. Ngày mai người ta vào làm rồi nhưng mà anh Sùng thì cũng chưa có tiền. Đấy. Thế thì được rồi, hôm nay chị đâu ấy? Bác là tao chi. Thế á? Thế anh cho con cho ai trong hộ được không? Có ai ở đây? Cái em kia trong nướng. Này so, do tao tao. Thế xanh. Thế trông con một tí nhá. Trông con một tí xong là anh xuống này một tí xong anh lên nhá. Vâng. Anh kèm mic đi. Anh kèm mic vào đây đi. Thế anh em sẽ đi xuống kia để đi xem cái nền nhà của em Nô. Thật sự là thưa cô bác là như thế này, cái đợt trước em Dương vào và cũng có cả em già vào thì xem cái nền nhà là không cái giá quá cao rồi, nhưng mà anh Sùng vẫn cố thuê. Bây giờ người ta không đồng ý nữa, người ta muốn làm ấy thì mình cũng không có cách nào đó.
À, cái gốc cỏ là nhổ hết đi rồi anh Sùng. Ờ, vé mới chào tạm phát trẻ. À, xin đi ơ. Đây, cái gốc cỏ này là gia đình cũng kệ hết đi rồi. Nhưng mà anh thuê là thuê đập như cái hòn đá này phải không? Ờ, ủa tạm cho phát trẻ là đi. Cái này? Tạm cho dễ một tạm trong tạm lỗ ó lỗ lỗ thì. À, đến hai cái này. Và cái hòm to này ấy gì? Ờ. Đấy, cái hòm to này. Nhưng mà phá hết cái này thì anh Sùng? Ờ, tả lỗ. Tả lỗ nị? Ờ, tả lỗ lỗ phải nị. Ờ, xong về kè đây xuống. Ờ. Kè đây xuống và dưới này có kè không? Ờ, tả tảo. Ờ, tả tảo tiếp, còn là trong là cho dễ nị, có tảo. À, kè phía bên dưới này như là hôm trước em Dương có vào và anh Sùng có thuê 10 triệu ấy. Thì là kè dưới này nữa. Đó, và tận dụng cái đá bờ rào của nhà anh Sùng luôn. Và thưa cô bác là như thế này, máy hòm đá chìm ở trong này thì anh Sùng cũng bảo là bác người ta phải khoan đập hết để săn cái nền bàn với cái nền ở bên này, cái nền đất ở bên này. Và cái hòn đá này sau này sẽ lấp đất vào để thành một cái móng. Tuy nhiên là cái số tiền 5 triệu 8 thì cũng không đơn giản. Chứ em bảo anh rồi, em bảo là 10 triệu đắt quá. Nếu phải anh thuê thì anh chỉ thuê cho người ta 5 triệu thôi. Đấy, 5 triệu thôi thì bây giờ anh cũng chốt giá cho người ta 5 triệu 8 rồi thì cái này tùy anh thôi chứ em là em cũng không biết giúp anh như thế nào rồi. Nếu mà bởi vì gia đình là cũng không có ai, không nhờ được bà con ở trong này ấy, thì em cũng không biết phải giải quyết cũng như xử lý cho em như thế nào. Thì đã chốt thuê rồi thì mình cứ thuê cho người ta làm thôi. Bởi liên quan đến đục và đập đá của bác ạ. Những cái đá chìm như thế này nếu mà riêng để mà lấy búa tạ vào đập thì cũng không vỡ được. Cái này là người ta có máy khoan. Máy khoan xong người ta đục và đục xong người ta đập thì may ra còn vỡ vụn. Và còn bay đá này còn hạ xuống được. Vậy như cái phía đá, cái đá chìm trong kia. Và cái tản đá to này nữa cơ. Đó thì anh Sùng cũng chốt giá cho người ta là 5 triệu 8. Và số tiền của 5 triệu 8 của anh Sùng lúc nãy em già cũng có nói ở trên nhà ấy. Thì do là ổn quá, em già cũng nói không biết là cô bác có nghe gió không. Có nghĩa là cái anh Sùng trước là đi làm thuê ở dưới kia. Tuy nhiên là ông chủ đang giữ tiền ở bên dưới. Là chưa có trao tiền cho anh Sùng và chưa có gửi tiền cho anh Sùng. Và hôm qua anh Sùng cũng có gọi điện cho ông chủ bên dưới thì người ta cũng bảo là chỉ gửi một ít lên thôi. Tầm khoảng 1 triệu hơn triệu gì ấy thôi. Đó, gửi cho anh Sùng để anh Sùng lo mua phân đạm cho bố Ngô thôi. Không chứ không cũng không gửi để gửi đủ tiền để anh Sùng giả cho người ta. Đây là một cái rất là khó. Đấy, nếu mà anh em không giúp anh Sùng thì không biết anh Sùng sẽ đi vay mượn đâu. Để mà anh em giúp anh Sùng trích cái tiền của em Nô ra để giả cho độ thợ thì cũng lo lắm là sau này không đủ tiền làm nhà cho em Nô. Đó thì cái này thì anh sẽ về bàn với Dương nhá. Anh sẽ bàn với Dương. Xong là nếu mà anh bố trí được đâu, vay mượn được đâu trước ấy thì người ta làm xong cứ giả cho người ta đi. Xong mình được cái tiền ở tuyến dưới gửi lên thì mình giả cho họ. Nhá. Đấy. Còn hôm nay vào thì cũng cứ tưởng là anh em nhờ người làm. Cho nên là cũng mua cái phần lương thực về cho anh em. Nhưng mà thôi, nếu đã chốt thuê cho người ta thì mai người ta vào làm thì lấy cái trứng này rồi cá hộp mời người ta chung cái bữa ăn. Và hiện tại là gia đình của em Nô và em Sùng cũng hết cơm rồi, hết lương thử rồi cô bác ạ. Đó. Và cái phần quà hôm nay lấy vào là của cô Là thì cũng tiện là lấy vào để gia đình có lương thực để mời khách người ta làm ở trong này thì có cái ăn. Đó. Khó nhỉ. Thế sau này là cái nền nhà người ta san hết phải không? Là tá hồ là trong nó dép bư tá hồ. Là tá hồ nữa? Tá hồ. Là tá hồ chẳng nông bác khác kiểu nông măng. Thế là anh Sùng cũng thuê cho người ta hết và đến khi mà anh em ở trong team mà thuê được độ thợ về làm nhà ấy thì mình chỉ đào cái móng thôi. Đó, mọi thứ là mở rộng thêm để sau này có cái hành lang nó rộng hơn ấy cô bác.
và cái tả ly đằng sau này đập hết cái đá xong là sau này cũng có cái ránh thoát nước. Vâng, còn bây giờ ở trong này nóng quá, đi về thôi. Đã thuê rồi thì đi về thôi. Còn đường, đường với vật liệu nhá anh Sùng nhá. Đường thì anh em là cũng sửa ngon nghẹn rồi. Tuy nhiên là liên quan đến phần số người chở và đi ở giữa kia lên thì cái này, cái này anh về anh sẽ bảo Dương để anh em cùng gia đình xem giải quyết làm sao cho nó ổn và là có người để làm cho gia đình mình ấy. Mất đàn nhiều, mất đàn nhiều nhá. Lâu nóng quá nhỉ. Đây con là nóng là con không chịu ở đâu. Tôi đi dàn hàng mông cúp cú tá hào à. Rất là nóng luôn. Bởi vì không có điện, không có quạt. Nóng cũng chịu thôi con ạ. Bác chú cũng nóng lắm rồi. So chả chịp thiết thì chụp tươi. Đấy, nóng quá. Thế gia đình là thời gian này ăn táo bên hôm biết chỉ lón nó chị à? Một hai hôm nay anh có bán ăn cái gì đấy? Chỉ lán nó à. Lán nó thế nào? Lán nó, còn chỉ mò tê rau chỉ mò nó chỉ về họ đi. À, con rau ăn cho nên là gia đình cũng ăn tạm. Bởi vì còn ít ngô. Cái ngô là cũng ăn tạm thôi. Còn nước bây giờ có mưa rồi, nước nhiều không? Đây môn tàu, đây ở tiệm mốc cổ xuyên đi chạy chán lỏ môn tàu. Nhưng mà dây vòi mình có thể mượn được không? Khi mà họ trên đi ra nhớ nhiều sọc tạt, khi ra cho cổ xuyên mà vô hài cho làm thế. Ờ, đấy. Thì khi nào mà làm ấy, và hai cái bể này hết rồi thì mình đi mượn vòi. Lại kéo, bởi vì có bể sán dự trữ gì mà. Đấy. Vâng, đấy nhá. Có cả cái bể của anh và cái bể dưới nền nhà nữa. Là thoải mái, hai bể thoải mái làm mà. Hết thế xong mẹ kéo dự trữ. Thật sai. Là đi mượn vòi thôi. Đấy. Vâng. Em đồ có nhà, của con nhà không? Của. Của mất rồi. Thế á? Của không ở nhà thì à? Thế thôi được rồi. Thế lần trước em với của đi làm ở dưới kia có được tiền không? Gión này một tết là tao nhỉ tao? Ủa tà đâu? Làm hết chưa? Chỉ tà. Ủa chỉ tà á? Lâu thì... Ủa tao ốp hết năng là tìm mua thì... Ủa tao ốp bữa tại ủa. Ủa... Nè à? Nè tao ốp hết năng là mua ốp bữa này thủy bữa. Trời ạ. Thế cô bác là như này. Cái bãi nương mà trước đi làm hai anh em của và em nô đi thuê làm dưới kia là 650 nhỉ. Đó, 650 thì làm được 3 hôm. Nè tao bên không là? À, làm được 3 hôm thì người hai anh em không làm nổi nữa do nám quá. Hai anh em không làm nổi nữa thì vừa mới hết một nửa thì hai anh em đã bỏ rồi và người ta cũng giả cho hai anh em làm ba, hai anh em mỗi người làm 3 ngày thì giả mỗi người 100.000. Thật sự là vất vả quá. Đi làm thuê ở dưới kia nó không như mình làm ở ngoài, bởi vì cái này mình khóa rồi, kể cả thắng thua đi trong nước thì vẫn phải làm. Tuy nhiên hai anh em không làm nổi nữa, với mấy hôm nữa thì bỏ giờ rồi. Cho nên là người ta cũng không giả hết tiền. Đó, cái đấy là điều đương nhiên thôi. Thôi, nếu mà đã không làm nương nữa rồi thì về để phụ giúp anh nhá. Phụ giúp anh trai xong là mình để hôm nay anh Dương đi tìm độ thợ. Nếu mà tìm được ấy thì mình sẽ chở vật liệu vào và tiến hành là đẩy vật liệu lên dần thôi. Còn anh Dương mà không tìm được thì có khả năng là sẽ đẩy vật liệu trước, mình đi tìm thợ. Đấy. Còn hôm nay anh Dương cũng đi tìm thợ rồi mà. Đó. Vâng, thưa cô bác là hôm nay thì nó chặt thông lớn thì lên rồi chị. Và vào trong này thì cũng nhắn nhủ cho anh Sùng, anh em là làm của nó trò chi nào. Bố trí người để làm cái nền nhà cũng như là bố trí người để đi chở vật liệu ở dưới kia lên. Anh Sùng thế bây giờ xem có cách nào để anh mình nhờ người không? Anh không điện xem bên bên mẹ xem bên kia có người không để anh mình đi nhờ
bố mẹ bên kia, anh em hàng xóm của bố mẹ giữ ấy. Thế chỉ tao hô ấy. Thế chỉ hô ấy, thế chỉ báo, chỉ nắng, thế chỉ báo. Tức là như này cô bác, anh Sùng cũng có nói là ở bên kia thì cũng chưa gọi được cho mẹ, cũng không biết là bố mẹ dựa là có chịu và có đồng ý là giúp đỡ cho gia đình không. Tiền nong thì không có để đi đi tha mẹ và đi cầu cứu mẹ. Thì anh Sùng cũng bảo là nếu mà được ấy thì anh em ở trong team là đi chở em Nô đi cầu cứu mẹ và bố dựa xem có này. Bố mẹ bố dựa có chịu về hộ anh em chở vật liệu ở dưới kia lên không, đẩy vật liệu lên ấy. Đó thì cũng rất là khổ cho em Nô. Thế thôi được rồi. Ở bên hông thiên lý chẳng đi mà ưu đo thông ô mùa dạ ưu đo mùa hải á nề đấy thì là của nhìn ta. Giờ thì là nhìn ta mà lần thêm mình tụ quý tế giờ là tôi ba bê thông nó sẽ bỏ ấy nó xuống còn đang lòng hả. Nhá. Đấy. Hai bao hôm nữa chắc phải đưa em Nô đi bên kia thôi. Đi xem bố mẹ với bố dựa xem có đồng ý không. Vâng thưa cô bác, là hôm nay em già vào thì cũng tình hình là như vậy. Và cũng biết được là anh Dũng cũng đã khóa chán cho người ta là 5 triệu rồi. Còn vấn đề ăn uống thì anh em hôm nay cũng lấy cái phần quà của cô La vào cho gia đình rồi. Còn bây giờ thì em già còn phải đi vào những cái nơi khác nữa. Thì có lẽ là em già cũng xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bác ở những cái video tiếp theo ạ.